A à, về giách. Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải ngay về giách. Cô chào các em nha Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài 4 Văn bản thông tin Và mở đầu của bài 4 này chúng ta sẽ bắt gặp một văn bản đọc Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, một hằng số văn hóa Việt Nam Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là soạn bài này nha. Một, chuẩn bị, yêu cầu, trang 94, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1. Xem lại phần kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc văn bản thông tin nói chung và văn bản thông tin tổng hợp nói riêng, các em cần lưu ý, nhận diện những đặc điểm chung của văn bản, ví dụ như nhan đề, tiêu đề, đề mục lớn, đề mục nhỏ, lời chú thích phát hiện mô hình cấu trúc của văn bản ví dụ mô hình nguyên nhân kết quả trật tự thời gian phân loại vấn đề và giải pháp liệt kê chuỗi sự kiện các bước trong quy trình tìm hiểu thông tin chi tiết trong văn bản và đánh giá giá trị ý nghĩa của những thông tin đó với thực tiễn của đời sống phân tích đánh giá tác dụng của phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ sự kết hợp của yếu tố thuyết minh với miêu tả biểu cảm tự sự trong việc truyền tải thông tin đến với người đọc. Trong quá trình đọc hiểu, cần kết nối với những hiểu biết, kinh nghiệm, vốn sống cá nhân và các và các hoạt động tra cứu khác để hỗ trợ việc tìm hiểu và vận dụng thông tin từ văn bản. Đọc trước văn bản Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, một hàng số văn hóa Việt Nam và tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa của các tên gọi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội và thông tin về nhà lịch sử học. Trần Quốc Vượng. Bây giờ chúng ta qua phần 2, đọc hiểu. Nội dung chính là văn bản nhằm cung cấp đến bạn đọc những thông tin về quá trình hình thành văn hóa Việt Nam như là lịch sử, địa lý và những đặc điểm văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời những câu hỏi ở giữa bài. Câu 1, trang 95, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 1 văn hóa hà nội được hình thành dựa trên sự kết hợp của những yếu tố nào thì văn hóa hà nội đã được hình thành dựa trên sự kết hợp của các yếu tố như địa lý lịch sử văn hóa xã hội cụ thể là đông nam đoài bắc mỗi vùng đều có một chữ lượng folklore phong phú ca dao tục ngữ dân ca chèo múa rối và lịch, uh, truyền cổ tích toàn bộ trữ lượng văn hóa dân gian ấy đã được chuyển dồn về trung tâm Hà Nội, kết tụ và nâng cao trên cái có sẵn của vùng non nước, hồ Tây, hồ Gươm, núi Hùng, núi Kháng mà trở thành folklore Hà Nội. Ngoài ra thì triều, linh, triều đình Lý, Trần đưa việc thờ cúng các anh hùng dân tộc như Phù đổng, Hai Bà Trưng, Bố Cái, Mai Hắc Đế về giữa phố phường và sống trại ven đô và chúng ta còn có sinh hoạt văn hóa, tôn giáo xã hội, thủ đô phong phú. Câu 2, trang 96, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1. Điều gì đã tạo nên nếp sống thanh lịch của người Hà Nội? Người Hà Nội chính là kết quả của sự tinh túy, tinh hoa bốn phương tụ hội, đua trí, đua tài, học hỏi người ngoài và nâng cao và nâng cao nên trở thành những người Việt Nam lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi. Người Hà Nội thì sành ăn, sành ăn, sành mặt, đánh giặc giỏi, đại diện của Hùng Anh cả nước, làm ăn tài, địa diện, đại diện của tinh hoa dân tộc. Người Thăng Long, Hà Nội nhờ truyền thống hiếu học, nhờ có điều kiện giao lưu văn hóa xã hội, thu nhận nhanh nhạy nhiều liều lượng thông tin khác nhau trở nên đặc biệt mẫn cảm về chính trị và tình cảm. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi nằm ở cuối bài nha. Câu 1, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1. Nhan đề của văn bản giúp người đọc, viết giúp người viết nêu bật được thông tin chính nào, em hiểu thế nào là hằng số văn hóa. Thì nhan đề đã nêu bật thông tin về văn hóa Việt Nam, Cụ thể là ở Thăng Long, Hà Nội. Hằng số văn hóa chính là những yếu tố khách quan vũ trụ còn gọi là yếu tố địa văn hóa đã cố định đã tạo nên nền tảng của một nền văn hóa dân tộc, từ đó sinh ra những địa đặc điểm cơ bản không thay đổi trong lịch sử và trong tương lai. Câu 2 trang 97 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1, đề tài của văn bản trên là gì? em dựa vào đâu để xác định điều đó? Thì đề tài của văn bản trên chính là Văn hóa Thăng Long, Hà Nội và chúng ta có thể dựa vào căn cứ như là nhan đề, các luận điểm trong văn bản. Câu 3, trang 97, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 1, trong từng phần thông tin chính của văn bản đã được làm rõ qua những phương diện nào? thì trong từng phần, thông tin chính của văn bản đã được làm rõ qua những phương diện là nội dung và hình thức. Cụ thể thì phần 1 đã nói về sự hình thành văn hóa Hà Nội. Về nội dung thì đã nêu lên lịch sử hình thành văn hóa Hà Nội, qua các triều đại lịch sử, nhà nước, dân tộc, dân tộc các yếu tố dẫn đến sự hình thành văn hóa Hà Nội. Còn về hình thức là dấu ngoặc đơn dùng để chú giải và các số chú thích dùng để giải nghĩa các từ ngữ. Còn phần 2 là đã nói lên nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Nội dung là những nguyên nhân giải thích lý do cho sự hình thành nếp sống thanh lịch của người Hà Nội và trích dựng câu thơ, câu ca dao, tục ngữ để làm sáng tỏ cho nội dung. Về hình thức là có những chữ in nghiêng, dấu ngoặc đơn. Câu 4, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1, để giúp người đọc hiểu đặc điểm văn hóa thăng long hà nội tác giả đã huy động kết nối thông tin từ những lĩnh vực nào hãy chỉ ra biểu hiện cụ thể của các loại thông tin ấy ví dụ như thông tin địa lý hà nội là thủ đô tự nhiên của lưu vực sông hồng của miền bắc việt nam thì chúng ta bắt gặp những thông tin về lịch sử như triều đình lý trần đưa việc thờ cúng các anh hùng dân tộc như phù đổng về giữa phố phường và sớm trại viên đô nhà nước dân tộc lý trần lê lại nâng các lễ hội đua thuyền đấu vật hất phết tung còn phục trang sang trọng hơn về địa lý thì hà nội như các nhà địa lý học nhận định trung tâm đầu não của cả nước đông nam đoài bắc mỗi vùng đều có một trữ lượng folklore còn về văn hóa xã hội thì trước hết người Hà Nội là kết quả của tinh hoa bốn phương hội tụ, đua trí, làm thầy cũng giỏi. Câu 5, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1. Theo em, văn bản Thăng Long, Đồng Đô, Hà Nội, một hằng số văn hóa Việt Nam đã sử dụng phương thức thuyết minh kết hợp với những phương thức nào, ví dụ như là biểu cảm, tự sự, nghị luận chẳng hạn, và hãy chỉ ra và phân tích mục đích của việc lồng ghép các yếu tố đó trong bài viết. Thì ở câu này, tác giả đã sử dụng phương pháp là thuyết minh kết hợp với tự sự nghị luận. Vì tự sự là đã kể về quá trình hình thành văn hóa đông đô. Vì nghị luận là đã bàn luận về các đặc điểm văn hóa đông đô. Thì tác dụng của các phương pháp này là giúp người đọc dễ dàng cảm nhận phân tích quá trình hình thành cũng như là đặc điểm của văn hóa Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta đến với câu 6, cũng là câu cuối cùng nằm ở bài này. Câu 6 nằm ở trang 97 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 1. Văn bản đã đem đến cho em những kiến thức nào mới? Em thích nhất đặc điểm nào của văn hóa Hà Nội được nói tới trong bài và hãy nêu lên một số nét đặc sắc về văn hóa của vùng miền hoặc quê hương em? thì văn bản này đã giúp cho chúng ta hiểu thêm về nguồn gốc văn hóa của Hà Nội cũng như là nếp sống đẹp của người Tràng An. Em thích nhất là đặc điểm sang trọng của văn hóa thủ đô. Và cô ví dụ về quê hương Thái Bình. Thái Bình là một trong những cái nôi của những làng điệu chèo cổ. Những người sanh chèo, mê chèo vẫn luôn ấn tượng về những đào, những kép xuất thân từ quê lúa Thái Bình. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về văn bản Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, một hàng số văn hóa Việt Nam. Cô xin chào các em nha và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách